Nơi có nhà thì lại không có công việc. Nơi có công việc thì lại không có nhà. Những ngày bận rộn kiếm tiền thì lại không có tình yêu. Mà nơi có tình yêu thì lại không có tiền. Chúng ta đều là những người bình thường. Cuộc sống cho dù có chọn như thế nào đi chăng nữa cũng đều không hoàn hảo. Chúng ta sống không phải vì tiền,